Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng trưa ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như vậy là thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm 4,65 đô la Mỹ trên một ounce, tương ứng với mức giảm là 0,26%. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn neo trên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, cụ thể ở đây là mức 1.803,84 đô la Mỹ trên ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất là 1.803,81 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.811,86 đô la Mỹ trên ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch này cũng bằng một phiên giảm nhẹ, hiện tại đang neo ở mức 96,061 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền Bitcoin ở thời điểm này quay đầu giảm nhẹ 63,95 đô la Mỹ trên Bitcoin và tương ứng với mức giảm là 0,13%. Hiện tại chỉ số đồng tiền Bitcoin đang đứng ở mức 50.378,27 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang đứng ở mức 1,493% trên một năm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô kết thúc phiên giao dịch tuần này bằng một phiên tăng 0,713 đô la Mỹ trên một thùng, tương ứng với mức tăng là 0,98%. Đóng cửa phiên giao dịch cuối của tuần này, mỗi thùng dầu thô đang có mức giá là 73,715 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23 tháng 12, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE thước đo lạm phát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tháng 11 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 1982. Chỉ số giá PCE lõi không bao gồm giá lương thực và năng lượng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đặt ra. Đây cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 1983. Bộ Lao động Mỹ cũng công bố báo cáo riêng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020, mức tăng hàng năm nhanh nhất trong gần 40 năm. Tuần trước, Fed đã thông báo đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất để chống lại áp lực lạm phát với kỳ vọng rằng có thể tăng lãi suất trong năm tới, làm chậm tăng trưởng và giữ cho lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát. Theo các chuyên gia, định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế. Nếu thế giới có thể tiếp tục thoát khỏi đại dịch COVID-19, thì khả năng cao là Fed sẽ đạt được mục tiêu của mình. Dự báo giá vàng, ông Daniel Pavlonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của Rogio Future nhận định, năm tới chắc chắn sẽ có lợi cho giá vàng, đặc biệt khi lạm phát cao có khả năng tiếp diễn. Dù vậy, một số chuyên gia lưu ý danh tiếng của vàng như một hàng rào đáng tin cậy trong việc chống lại lạm phát đang gặp rủi ro, khi các nhà đầu tư tìm thấy các lĩnh vực khác của thị trường có thể giúp họ tránh tác động từ giá tăng. Ông S. Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty môi giới Oanadea, Mỹ dự đoán sự biến động của giá vàng có thể sẽ kéo dài đến cuối năm, trước khi giá kim loại quý này củng cố ở trên ngưỡng 1.800 đô mỗi ounce vào khoảng tháng sau. Tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 12, giá vàng miếng 9.999 trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,8 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 61,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 61,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vàng tại SCC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 61,62 triệu đồng mỗi lượng bán ra tại Hà Nội. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SCC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 61,6 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì giá vàng trong nước ở thời điểm này duy trì khá ổn định và ở mức cao sau khi đã tăng 50.000 đồng trên mỗi lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Cụ thể như sau, đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. SJC Hà Nội mua vào 6.090.000, bán ra 6.162.000. Doji Hồ Chí Minh
mua vào 6.090.000, bán ra 6.150.000. Doji Hà Nội mua vào 6.080.000, bán ra 6.150.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.080.000, bán ra 6.150.000. PNG Hà Nội mua vào 6.090.000, bán ra 6.150.000. Phú Quý SJC mua vào 6.095.000, bán ra 6.150.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.096.000, bán ra 6.148.000. My Hồng mua vào 6.110.000, bán ra 6.140.000. Tiếp đến là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.090.000, bán ra 6.140.000. Ngân hàng ACB mua vào 6.080.000, bán ra 6.140.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.065.000, bán ra 6.145.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.080.000, bán ra 6.150.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Sau khi đã điều chỉnh tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua, thì đến thời điểm hiện tại không có sự điều chỉnh về giá nha quý vị và các bạn. Đầu tiên là với SJC Đà Nẵng mua vào 6.090.000, bán ra 6.162.000. SJC Nha Trang mua vào 6.090.000, bán ra 6.162.000. STC Cà Mau mua vào 6.090.000, bán ra 6.162.000. STC Bình Phước mua vào 6.088.000, bán ra 6.162.000. STC Huế mua vào 6.087.000, bán ra 6.163.000. STC Biên Hòa mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. STC Miền Tây mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.090.000, bán ra 6.160.000. STC Long Xuyên mua vào 6.092.000, bán ra 6.165.000. Tiếp đến là giá vàng bột số 9 và vàng nữ trang SJC. Hiện tại thì giá vàng nhẫn bột số 9 và vàng nữ trang SJC thì cũng không có điều chỉnh về giá. Cụ thể là với nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.215.000, bán ra 5.285.000. Nữ trang bột số 9 mua vào 5.185.000, bán ra 5.255.000. Vàng 24K mua vào 5.093.000, bán ra 5.203.000. Vàng 18K mua vào 3.756,6.000, bán ra 3.956,6.000. Vàng 14K mua vào 2.879.000, bán ra 3.079.000. Vàng 10K mua vào 2.006,6.000, bán ra 2.206,6.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.